Màn trình diễn của tập thể Manchester United mùa giải năm nay là không thật sự ấn tượng, dù cho họ đã đạt được thành tích tương đối tốt trong năm đầu tiên dưới triều đại của Erik ten Hag. Sự sa sút của các trụ cột chính là một trong số những nguyên nhân mang đến kết quả thất vọng. Tuy vậy, vẫn còn đó một ngôi sao đang chơi rất quyết tâm và góp công giúp đội bóng chưa bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua vào top 4. Vâng, người mà chúng tôi muốn nhắc đến chính là Diogo Dalot, cầu thủ ổn định bậc nhất Quỷ Đỏ từ đầu mùa. Và nếu đánh giá một cách công tâm về màn trình diễn của cựu sao FC Porto, anh xứng đáng là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa này. Phút 67, trận đấu giữa Manchester United và West Ham United tại vòng 23 Premier League, Edson Álvarez có đường truyền dài vượt tuyến cho Jared Bowen băng lên. Và phán đoán sai điểm rơi của Harry Maguire đã tạo điều kiện cho tiền đạo người Anh đối mặt với Andre Onana. Và khi mà tất cả đều nghĩ đến bàn rút ngắn tỷ số cho búa tạ, thì bỗng dưng một tia chớp màu đỏ xuất hiện để ngăn cản cú đá của số 20 bên phía đội khách. Sau đó, anh đứng dậy, đập tay mạnh mẽ như muốn nhắc nhở Harry Maguire rằng: "Hãy tập trung đi, vì tôi vừa cứu anh khỏi một tình huống thảm họa đấy." Vâng, đó là pha bóng mà Jared Bowen tưởng chừng như sẽ mang đến những chiếc bình oxy cho người hâm mộ Quỷ Đỏ trong phần còn lại của trận đấu đó. Nhưng Diogo Dalot đã có mặt đúng lúc để giúp thủ thành người Cameroon có trận giữ sạch lưới thứ 7 tại ngoại hạng Anh. Đó là một trong những tình huống tiêu biểu để nói về giá trị mà hậu vệ người Bồ Đào Nha đã mang lại cho Manchester United mùa này. Anh là nhân tố hiếm hoi không dính phải cơn bão chấn thương và luôn cày ải liên tục hết trận này đến trận khác, từ cánh phải sang cánh trái, và thậm chí là chơi như một tiền vệ trung tâm. Ngôi sao sinh năm 1999 luôn mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho huấn luyện viên Erik ten Hag. Đã từng có thời điểm cựu sao Porto gần như sẽ phải ra đi khi anh liên tục dính phải chấn thương và phong độ thì lên xuống thất thường. Nhưng sau tất cả, chính sự quyết tâm cũng như tài dẫn dắt của thầy 10 đã giúp Dalot tìm được hình ảnh tốt nhất của bản thân. Điều mà Jose Mourinho từng kỳ vọng anh sẽ đạt được như Gary Neville ngày xưa. Đó là một vị thần án ngữ cánh phải của đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù vấp phải sự cạnh tranh gắt gao từ Aaron Wan-Bissaka cũng như phong độ suy giảm sau kỳ World Cup trên đất Qatar, nhưng nỗ lực của số 20 đã giúp anh chiếm lấy suất đá chính và luôn duy trì thể trạng một cách đáng nể. Nhiều ý kiến cho rằng ngôi sao 24 tuổi là mẫu hậu vệ không biết thủ. Đúng là anh từng gặp phải vấn đề này hay một vài khoảnh khắc chơi không tốt. Nhưng nếu đánh giá một cách khách quan trên các chỉ số, Diogo Dalot chính là hậu vệ phải xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa này. Nếu so với Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier hay Rhys James, chàng trai đến từ Manchester United có những điểm tuy chưa nổi bật bằng, nhưng anh gần như là sự dung hòa của tổng thể các cầu thủ này để tạo ra một cầu thủ cực kỳ ổn định qua từng trận đấu, thể hiện ở các thông số sau đây. Số lần giải vây nhiều nhất với 62 lần, số lần giải vây bằng đầu nhiều nhất với 30 lần, tỷ lệ chiến thắng tranh chấp tay đôi trung bình mỗi trận nhiều nhất với 2,18 lần, tỷ lệ không chiến thành công đứng thứ hai với 23 lần, số lần đánh chặn đứng thứ hai với 21 lần, tỷ lệ tắc bóng thành công đứng thứ ba với 88%. 6 thông số cơ bản của một cầu thủ phòng ngự, Diogo Dalot đứng đầu ở 3 hạng mục, tức là chiếm khoảng 50%, còn lại thì anh đều nằm ở top 2 và top 3. Điều đó cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của cầu thủ người Bồ Đào Nha trong kỹ năng phòng ngự. Và đây là điều rất đáng ghi nhận để anh thoát khỏi cái mác là hậu vệ thường ngủ trong phòng thủ. Có thể về mặt tấn công, anh chưa so kè lại với Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker hay Kieran Trippier. Nhưng với một hậu vệ, điều đầu tiên phải là kỹ năng phòng ngự. Và ở điểm này, may ra chỉ có đội trưởng của Man City là đáp ứng được yêu cầu. Thế nhưng tần suất ra sân của anh mùa này cũng là hạn chế do ảnh hưởng của tuổi tác. Rhys James là cái tên cũng khá toàn diện nơi hành lang phải, nhưng anh lại liên tiếp dính phải chấn thương, khiến cho số lần ra sân còn ít hơn cả số lần nằm viện. Chính vì vậy, nếu chúng ta tổng hòa các yếu tố từ số phút thi đấu, kỹ năng phòng ngự, khả năng hỗ trợ tấn công, thậm chí là điểm số trung bình trên các chuyên trang thống kê, thì rõ ràng Diogo Dalot đang chứng minh giá trị của mình, không thua kém bất kỳ ai. Với một cầu thủ ít được chú ý quá nhiều như là Dalot, việc anh tiến bộ qua từng ngày là điều rất đáng ghi nhận. Thi đấu trong một môi trường đầy áp lực như ở đội chủ sân Old Trafford,
đòi hỏi mỗi cầu thủ không chỉ cần chuyên môn mà còn cả bản lĩnh để đương đầu với mọi khó khăn. Anh đã có những chia sẻ về màn trình diễn của mình sau trận đấu với West Ham, cũng như nhận xét về vai trò mà một hậu vệ cần có. Tôi biết Jarrod Bowen đang ở vị trí thuận lợi để có thể ghi bàn, vì vậy tôi đã mở tốc để cố gắng lao đến đó nhanh nhất có thể. Đó là một pha tắc bóng tốt. Toàn đội sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra nếu Bowen dứt điểm, một bàn thắng hay sẽ là một pha cứu thua từ Onana. Vâng, đối với các hậu vệ thì pha cản phá như vậy chẳng khác gì một bàn thắng. Chúng tôi cố gắng coi đó như một phần thưởng nhỏ, bởi vì hậu vệ thường không thể ghi bàn thường xuyên như những cầu thủ tấn công. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã giữ sạch lưới. Và tất nhiên, những pha bóng như vậy đã mang lại cho toàn đội sự tự tin. Khi mùa giải đang diễn ra, người hâm mộ sẽ bắt đầu thảo luận xem ai là cầu thủ có màn trình diễn tốt nhất cho Quỷ Đỏ. Rasmus Højlund, Garnacho hay có thể là Kobbie Mainoo sẽ là một ứng cử viên, nhưng chắc chắn Diogo Dalot sẽ được xét đến ở đây. Vì chẳng cầu thủ nào nơi hàng phòng ngự giữ được sự ổn định cả về mặt phong độ lẫn thể trạng như số 20. Với một bàn thắng và một pha kiến tạo trong mùa giải năm nay, có thể nhiều người sẽ nói chàng trai người Bồ Đào Nha chẳng hỗ trợ được gì cho hàng tấn công. Nhưng hãy nhìn vào cầu thủ đá cùng cánh với Dalot, đó là Anthony Facundo Pellistri, thì liệu với một đối tác như vậy, ngôi sao sinh năm 1999 có thể đạt được những chỉ số ấn tượng hay không? Ngoài ra, việc anh cố gắng giúp hành lang phải không quá thọt so với phía đối diện cũng đã là một thành công rất đáng ghi nhận. Dưới sự sắp xếp của huấn luyện viên Erik ten Hag, hậu vệ 24 tuổi không chỉ bó chặt vào bên cánh mà anh hoạt động như một hậu vệ biên ảo khi thường xuyên có những tình huống bó vào trong, triển khai bóng cũng như tạo ra quân số đông nơi tuyến giữa để giành lại quyền kiểm soát thế trận nhanh nhất có thể. Dù đây là vai trò khá mới mẻ ở Man United, nhưng số 20 đã học hỏi rất nhanh và dần tiến bộ qua từng ngày. Không như Man City, Liverpool hay Arsenal, Quỷ Đỏ thành Manchester trước đây ít có khái niệm về việc các hậu vệ biên bó vào trong để triển khai bóng. Luke Shaw ngày trước hay Aaron Wan-Bissaka đều chỉ bám sát hành lang cánh, phối hợp và thực hiện các quả tạt hay là những tình huống căng ngang vào bên trong cho các tiền đạo. Nhưng dưới thời của chiến lược gia người Hà Lan, ông đã giúp các học trò tiến bộ nhiều hơn về mọi mặt. Cả Shaw Ú lẫn Diogo Dalot đều có thể điều tiết lối chơi và bình tĩnh thoát pressing trước khi đưa quả bóng lên tuyến trên. Khả năng di chuyển để tận dụng khoảng trống của bộ đôi này cũng đã được cải thiện rõ rệt. Với riêng cá nhân cựu sao Porto, dù đá ở bên phải hay là bên trái, anh vẫn là một cầu thủ có phong độ ổn định nhất đội bóng. Và trận đấu với West Ham này là một trong những trận đấu tiêu biểu cho thấy giá trị của số 20, giúp anh trở thành một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất mùa giải năm nay khi công thủ khá toàn diện. Trong giai đoạn Manchester United khủng hoảng hàng thủ, may mà vẫn còn có hậu vệ sinh năm 1999, âm thầm, lặng lẽ, chăm chỉ tập luyện để rồi mang đến một hình ảnh đỉnh cao vô cùng ấn tượng mà nhiều người hâm mộ cũng khó có thể nghĩ Diogo Dalot có thể đạt được ở mùa giải năm nay sau những gì mà anh đã từng thể hiện trước đây. Trước đây, Jose Mourinho từng quyết tâm mang về Diogo Dalot từ FC Porto và Quỷ Đỏ đã buộc phải trả đến 19 triệu bảng cho thương vụ này. Dù khi đó, anh vẫn là một tài năng trẻ chưa đầy đôi mươi. Nhưng giờ đây, số tiền mà đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra thì lại quá rẻ so với những gì mà chàng trai 24 tuổi đã thể hiện. Anh không chỉ là một cầu thủ đa năng có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, mà tư duy chiến thuật, khả năng đọc tình huống của cựu sao Porto cũng tiến bộ rõ rệt khi anh chủ động di chuyển, bó vào trung lộ hay những pha bóng xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Tất cả đã giúp cho tuyển thủ Bồ Đào Nha hiện tại được định giá khá cao, lên đến 38 hoặc là 40 triệu bảng, một con số cực kỳ khủng khiếp khi trước đây anh chỉ được xem ở mức giá từ 15 đến 20 triệu bảng. Sự trưởng thành và kinh nghiệm ngày càng gia tăng của Dalot cũng có tác động tích cực đến giá trị của hậu vệ này. Và khi đang dần khẳng định được vị thế của một hậu vệ phải hàng đầu Premier League, cầu thủ từng khoác áo AC Milan sẽ còn tiến bộ hơn nữa, vì anh luôn là người có chí cầu tiến, không ngừng nâng cao bản thân và là hình mẫu chuyên nghiệp cần được noi theo. Diogo Dalot đang tỏ ra khá hài lòng với những gì mà đội bóng đang trải qua sau giai đoạn khó khăn. Kết quả đang dần khởi sắc với 3 thắng lợi liên tiếp và chính bản thân số 20 cũng duy trì phong độ ổn định để luôn là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Erik ten Hag. Công tác chuẩn bị và nỗ lực của chúng tôi đang mang lại thành tích tốt cho Man United. Toàn đội đang có những kết quả tích cực trong giai đoạn lượt về mùa này. Tôi biết rằng Quỷ Đỏ không khởi đầu mùa giải một cách thuận lợi, nhưng chúng tôi đang dần có được những kết quả tốt trong thời gian gần đây. Cá nhân tôi cũng luôn muốn đóng góp nhiều nhất cho đội bóng.
Phong độ ổn định chính là điều bản thân luôn muốn thể hiện mỗi lần được ra sân. Tôi cũng sẵn sàng vào sân bất cứ khi nào huấn luyện viên cần và cảm thấy may mắn khi mình luôn sung sức trước mọi trận đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc được trao nhiều cơ hội thi đấu hơn. Sau đó khi có cơ hội, tôi luôn phải nỗ lực với 100% năng lực cũng như cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Chính vì vậy, tôi hài lòng với cách mình thi đấu trong thời gian qua. Sau tất cả, Diogo Dalot không chỉ là cầu thủ cực kỳ quan trọng trong đội hình mà anh còn khẳng định mình đang là hậu vệ phải xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa này. Dù có thể vẫn chưa thuyết phục được nhiều người, nhưng số 20 vẫn luôn ra sân một cách đều đặn, giữ sự ổn định qua từng trận đấu và nhất là sở hữu tinh thần chiến binh đáng tự hào. Đó chính là những gì mà ngôi sao người Bồ Đào Nha đang mang lại cho đội chủ sân Old Trafford để giúp tập thể này đi đến thành công. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!